Còn tại 31 trên 31 điểm thi trên địa bàn thành phố, lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của thành đoàn, hội sinh viên thành phố luôn có mặt để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng này. Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để hỗ trợ đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở thí sinh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, hỗ trợ nước uống, bút bi. Triển khai thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, năm nay, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thành lập 31 đội hình tiếp sức với 800 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ 31 điểm thi trên địa bàn thành phố. Hôm nay các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi thì đã có mặt rất sớm từ lúc 6 giờ sáng để hỗ trợ cho các bạn thí sinh cũng như là phụ huynh đến điểm thi một cách rất là chu đáo. Đây là hoạt động rất là ý nghĩa nhằm giúp cho các thí sinh có một cuộc thi thật là thành công. Tất cả tình nguyện viên đều được tham gia xét nghiệm và khai báo y tế đầy đủ trước khi tham gia công tác tình nguyện. Thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi rất là mong muốn là mang tới cho sĩ tử những cái một kỳ thi an toàn và thành công tốt đẹp nhất. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các đội hình tiếp sức mùa thi sẽ phối hợp các cấp chính quyền, cơ sở y tế, ngành giáo dục chủ động triển khai công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, tổ chức đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, ngăn chặn các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực đến thí sinh. Đây là năm thứ hai mà Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thì rút kinh nghiệm từ năm 2020, thì trong năm nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái tuyên truyền về ba cái thông điệp cho các bạn thí sinh trước khi vào đợt thi lần này. Cái thông điệp thứ nhất đó là các bạn phải thực hiện nghiêm cái quy định 5K của Bộ Y tế. Thứ hai là các bạn hết sức yên tâm về công tác đảm bảo phòng chống dịch do các lực lượng chức năng của thành phố thực hiện rất là kỹ lưỡng và đảm bảo an toàn. Thứ ba là các bạn hãy hết sức bình tĩnh, tự tin và ôn bài thật kỹ để hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện các cái chuyến xe tình nguyện để hỗ trợ cho các bạn đưa đón từ nhà cho đến địa điểm thi. Chúng tôi cũng hỗ trợ 800 thùng nước và các cái vật dụng cá nhân như là máy tính, bút bi, bút chì, thước kẻ v.v. để tiếp sức cho các bạn khi các bạn thí sinh cần. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tiếp tục diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Thế nên, việc tiếp sức cho các thí sinh trong mùa thi là vô cùng cần thiết. Tất cả vì một kỳ thi an toàn, hiệu quả.